xin lỗi. Bị em cái câu em ba câu vô cái nhà này cho nên nó bị lộn nó lại. Người ta đâu dám tới gần. Đứng lên đổi chỗ luôn Trinh. Cái nhà này nè không có còn tôn ti trật tự để mà người ta hại cái một tình hình. Giống như cái nhà giá chồng của con nữa. Đợi tắt cái con là giống như con, giống như cái nỗi của con á. Giống như cái thằng cha của con.
có đi vô không? À chứ phải gần làm chi nữa. Làm chi rồi đó là con có đi vô mà vô bất chợt tôi cho nên con vừa ngồi xuống đứng gì liền. Cho nên mấy đứa nó vừa nói cái là con. Dạ. Má còn lấy gì còn sống nữa vô mà ta. Chi. Đó, quay mắt mạnh vô. Má. Vừa ngồi xuống đứng lên liền. Tôi con. Ngồi xuống. Vừa ngồi xuống đứng lên liền con. Má không cần. Má không cần. Đi đâu con? Má không cần. Đi tới một nơi quay lại. Má không cần. Dạ. Má, dù sao thì tụi con mà không cần. Má, má không cần. Mới đặt cặp nào má. Má. Đâu có gì đâu. Khổ ghê vậy đó. Mà nó không có gì đâu. Để lại còn bây giờ anh sẽ dành bây giờ anh sẽ lại Trung ơi. Dạ. Con là thanh niên cho nên là con mệt là giả bộ thôi. Dạ. Thành thử ra tới khi mặt nó lên mà con nói chuyện yêu đó là con rất là sentiment. Dạ. Ok con. Chỉnh chú không có được nói dối gì chưa? Em có yêu anh không? À, chỉ là yêu rồi phải không? Nhìn thẳng anh nè, em phải trả lời. Hoặc là chỉ gặp đạo thôi. Ơn, vậy là em yêu rồi phải không? Bây giờ anh sẽ dẫn em đi nơi đó. Trời đất quỷ thần ơi, anh làm cái gì như nước đổ trên đầu.
trời đất quỷ thần ơi, anh làm cái gì như nước đổ trên đầu. Trên đầu? Dạ. Cái chân. Giò kìa. Cái giò. Đó bây giờ em đi. Không, con đang có sửa, lên đi sửa chồng. Đó thì coi coi cô đứng. Không, rồi nghe nữa tiếp theo. À, rủi em không chịu thì sao? Rủi em không chịu thì sao? Cái gì? Em nói sao? Em gì em không chịu phải không? Được rồi. Nếu như mà em từ chối hả thì anh làm cái gì? Anh đây sẽ giết ra. Giết cái gì trời? Ờ, giết ra giết bằng những nụ hôn thắm thiết từ đầu tới chân. Đã biểu là nghe cái âm nhạc người ta tao kìa. Con nói lại trốn đi đi con. Em quyết định trốn luôn. Trời đất ơi. Sao con cắn đâu phải? Em nghe lời anh đi. Tại con cắn chứ đâu phải. Mình kể cho trả mẹ như vậy thì trời phạt lòng thương mình đó em. Tại con cắn chứ đâu phải. Chứ đâu phải. Nhưng mà lỗi là chúng ta trước mà em. Anh biết, với em mãi mãi là niềm tin, là chỗ cho thiết.